Tím hả? Dạ đúng rồi. Anh là người Bình Định đó mà. Dạ. Này này, trước tiên là anh cũng cũng thấy mặt cộng đồng mạng, cũng phải thấy mặt cộng đồng mạng, nhưng mà anh cũng có hay vô mạng, cũng hay vô cái trang của em anh xem. Dạ. Thì trước tiên cũng cả nói về linh hồn mà dưới suối vàng của anh Vũ Linh, anh cũng về phù hộ cho tụi em. Dạ. Nhưng ý anh muốn có ý kiến thế này, em nói cho nó rõ cái quan điểm này là cái để cái tuổi khi cho nó không có nói lằng quằng. Tức là nhà tư đường là nhà ông bà cha mẹ để lại, nó gọi là nhà tư đường, em hiểu ý anh nói không? Dạ. Thế còn cái nhà đó chuyện của ổng là của con của ổng, không có gọi là từ đường. Dạ. Còn cái chuyện mà cu gì chú bác ai làm đấy anh, không có nói là tài sản của anh cô tôi để là anh của cô để lại, cái chuyện anh cô để lại là tài sản của anh của cô, không liên quan gì đến cái bà sáu và ông bảy và con vợ hết cả. Ví dụ như trường hợp nhà ông bà mà cha mẹ của ông Vũ Linh ấy, ông để lại á mới gọi là nhà từ đường. Cái trách nhiệm là ông Vũ Linh này, ông bảy này, bà sáu này, đây là ba cái người đó là có trách nhiệm. Rồi đến như người kế là Hồng Loan, Hồng Phượng, Hồng Nhung đồ, ví dụ vậy. Chứ còn đây nhà ông Vũ Linh mình làm gì các nạn mình tối mà nhà từ đường mà anh coi anh rất là bức xúc, mà anh không biết live stream lại đồ vấn đề này, nên ý anh nhờ em là nói lại cái vấn đề này nó rõ ràng cho cộng đồng mạng biết. Cái nhà từ đường là của cha mẹ ông bà đã lại em gọi nhà từ đường, còn đây là nhà ông Vũ Linh, là cá nhân của ông Vũ Linh, là được Hồng Loan được hưởng quyền, được quyền hưởng, ngoài ra không có ai được hưởng quyền hết cả. Còn cái chuyện mà không có sinh ra ở nhờ Hồng Loan nó lại nói chặt chặt bài câu là cha của sao anh cái trên cha gì, cái nhà cha mẹ tôi à, mẹ mày anh quê xuống lâu ngày xuống mà cha ở kéo phúc trà cả đêm có cái làm gì cái làng trở luôn, em hiểu điều đó anh nói không? Nên nên là đây mình em nói cho nó rõ luôn, nhà tư đường là của ông bà cha mẹ để lại gọi là nhà tư đường. Còn đây nhà ông Vũ Linh mà mắc mới gì liên mà bà số bà bà nói cái câu này biết đây là tài sản của anh tao để lại, của anh tao để lại cho mẹ anh tao để lại là của tao, của con hưởng, nó liên quan đến bà. Em công nhận anh điều đó với anh không? Ừ, nên cái không có em nói giùm anh mấy cái đoạn đó giùm anh rất là bức xúc, mạnh theo dõi vấn đề này. Cái chuyện mà ví dụ như giờ Hồng Loan nó có nghịch tử hay là bất hiếu với cha mẹ của nó đi chăng nữa, đó là của chuyện của nó, cha mẹ nó chết là nó có quyền hưởng, dù ruột hay nuôi trong pháp luật nó quy định đâu, con nuôi chứ con ruột cũng như nhau. Cách chất ví dụ như ông Vũ Linh có hai đứa con, một đứa ruột một đứa nuôi là tài sản vẫn chia đôi theo luật nó quy định, em hiểu ý nói không? Bây giờ đây mình không nói, ví dụ giờ anh nói cha ông Vũ Linh năm có một đứa con ruột đi, rồi đứa một đứa con nuôi nó đi đâu mà mọi miền Bắc nó không biết, mà ông Vũ Linh ông ở nhà ông bán mà con ông trong Vũ Linh còn sống á, mà khi mà nó phát hiện được về nó kiện là vẫn là bình thường, nên nên rằng nghĩa rằng là con ruột với con nuôi cái trách nhiệm như nhau, không có phân biệt đối xử là phân chia này kia hay thế nào, chỉ nuôi cũng như nhau hết vậy. Ví dụ như bây giờ ông Vũ Linh còn sống ông bán cái nhà là 10 cây chiên cứ 5 cây thì con nuôi cũng 5 cây con ruột cũng 5 cây, đó là nói về phần ông Vũ Linh sống. Đây ông ta chết là phân tài sản này là của Hồng Loan, không có liên quan, không có đi kiện đi tụng đi đồ, không có đi hầu đi ai ai hết. Từ đầu mà tao chưa ông có đỡ cái di chúc nào đi chăng nữa là cũng nó không hợp pháp, di chúc đâu là phải cái sự đồng ý, Hồng Loan là trên 18 tuổi rồi có quyền giám sát, em hiểu chứ nói không? Dạ hiểu. Rồi em cứ nói giùm anh chút là nói tỉnh chính lại là nói với cái bà xấu á là phải nhận định rằng đài chị quên nói rằng là cái nhà từ đường đây từng có gọi là nhà từ đường, nhà từ đường là do ông bà cha mẹ để lại mới gọi là nhà từ đường, còn đây là nhà của người ta mà sao gọi là từ đường? Từ đường là con Hồng Loan mới gọi là nhà từ đường, con Hồng Loan nó gọi là từ từ đường. Ví dụ như con Hồng Loan nó tranh chấp với một đứa em ruột nó, ví dụ bây giờ nó tranh chấp ví dụ như Vũ Lung là anh ruột nó, ví dụ đi nó nói với Vũ Linh nhưng mình tin mới gọi là nhà từ đường. Chứ còn liên quan bài số của mình bất kia là nhà từ đường, nên em giúp giùm cho đọc giả, giúp giùm cho cái vấn đề là giải đó và nói cho nó rõ quan điểm đó để cho đọc giả nó nghe và nó nhận thức được, nó hiểu được. Để nó kêu lập mờ cái nhà Tây Đông phải là nhà từ đường, đây là nhà của ông Vũ Linh, nhà từ đường là cha mẹ ông Vũ Linh để lại là bà số bà mới gọi là nhà từ đường. Nên cái chuyện mà cho anh mới coi clip của em đây, anh mới coi
nên coi xem clip của em đã nói là các đồng giám thì nói bây giờ là nhà của a tài sản anh ta để lại rồi, bây giờ cha mày ở ưng mà đuổi nó đi sao phải làm thủ tục giấy tờ tạo quyền hạn gì vô đây phải ở nhà đây nhà của tôi, cô là gái vớ của em của ba, một giọt máu đào còn hơn một ao là nước lã. Ví dụ như cô thất cô ở quê cô xuống cô tá túc già về đêm thì con cho ở ok, còn cái chuyện ở luôn dinh dưỡng là quên, tự nhiên tôi còn vợ còn chồng còn con cái tôi nữa thì sao lại ở chung được, không có đòi hỏi yêu sách mà mua cho bà một cái lô đất mua cho cái nhà không có yeah. Cái tư tưởng là quên đi, bây giờ cái tài sản đây là tài sản của cha tôi để lại, tôi có quyền quyết định mình định rồi, không có xía vô cái chuyện mà còn vấn đề mà xây mộ xây mẹ hay là cái gọi là cái chuyện anh không can thiệp, anh không biết cái chuyện đó yeah. Nhưng bây giờ anh coi rất bức xúc nên anh nhờ đến em anh chuyển lời em phải nói cho nó rõ này nha, tư đường là của cha mẹ ông bà để lại mới gọi là tư đường, còn nhà đến nhà ông du lịch anh tôi anh bà cởi anh bà chứ, còn cái chuyện tôi con là tôi có trách nhiệm, tôi là con làng thì có thứ nhất, dù con nuôi con ruột cũng là hình thức cũng là như nhau. Bây giờ tôi cha mình và ba tôi là hai đứa con, tôi là con nuôi, ông chủ Lung là con ruột này, mình cho mình gọn gạt ra đây thì ông chủ Lung 50 thì tôi cũng 50, đó là theo pháp luật quy định. Không có nói lằng quằng còn cái chuyện hàng thừa kế bà thừa kế các cháu là vứt, không có nói bạc cái hàng thừa kế đây, bạc cái đứng trong cửa nào mà hàng thừa kế yeah. Em hiểu anh nói điều đó không? Dạ yeah, hiểu. Đấy, em giúp cho anh nói rõ quan điểm này. Em nói có độc giả người Bình Định gọi điện thoại đến tôi. Phần Trần nói vấn đề là mâu thuẫn giữa nhà từ đường. Đây không phải nhà từ đường. Đây là cá nhân tài sản cá nhân của ông Vũ Linh đứng làm lên mà từ đường cái gì? Cái từ đường là trường hợp cha mẹ ông Vũ Linh đứng để lại. Ông Vũ Linh đang ở là bà số bào cáo quyền. Các thiệp. Còn cái tài sản Vũ Linh ông chây dựng lên thì ông để lại cho con ông là đúng quy trình của pháp luật quy định. Yeah. Không có nói nhiều. Còn cái nạn mà kêu ta ở còn cái chuyện mà tiếp tục anh có ý thêm cái chỗ mà cái con Hồng gì cháu rồi này Hồng Phượng yeah. Nó kêu là ở vô gia cư, vô gia cư cái không gia cư là cái chuyện của nó. Hiện nay xã hội trên toàn quốc có nhiều những mảnh đời bất hạnh, trong đó cả những cái gia đình có công với cách mạng mà nhà nước đúng quy trình của chúng là nhà nước cấp đất, còn những đối tượng nào không đúng thì quên. Nó là cái được cái thái gì trong cái hàng mục đó mình phải đi kêu gọi vô gia cư, mẹ nó 60 tuổi, phụ mẹ người ta 100 tuổi đi người ta cũng lên, những cái ông già ông muốn muốn đi lụm rác lụm nhôm nhựa lụm bọc muốn lụm đồ còn ở những đầu đường ra chợ ông chưa rên mà nó mới mơ rên vô gia cư gì, nhà cha mẹ nó đâu, nhà ông bà nội nó đâu, vô gia cư gì, con gái là xuất giá tầm phu cái tầm đâu cái nào nó đâu. Và cứ nên ý anh có biết em sàng lọc anh nói sao chẳng hay yeah. Về cái vấn đề em giải thích em nói rõ cụ thể luôn, nhà tư đường là được của ông bà tổ tiên đã lại gọi là nhà tư đường, cũng đây là nhà của cá nhân của ông Vũ Linh thì ông Vũ Linh ông để lại con Hồng Loan là chuyện bình thường, nói với con Hồng Loan là không có tội bạ gì mà phải nói là cho cô mà bán bắt cho cô không có cần thiết cho cái chuyện đó. Cô sắp đạt tình bạc nghĩa với con cháu mà cho làm gì yeah. Cô đâu có trách nhiệm với con cháu mà cho chi. Cho những bà cô cho bà cô vậy thôi, em cho mẹ nó vô chùa mình nó còn có phước hơn. Bà cô nó thiếu đạo đức, đem nói chuyện riêng tư của con cháu mình là sai, sai với lương tâm, sai với luật quy định. Bây giờ tôi cha là con nuôi đi, con Hồng Loan là con nuôi đi. Còn tiếp tục có một cái độc giả nào nó nói là quên cái con mẹ nào mà nói biết nói là Hồng Loan là phải đi xác minh nghiêm đặc pháp luật quy định. Hỏi tụi nó có ngu thì cũng ngu vừa không? Trước khi là nói nghe này pháp luật quy định nè, xin con nuôi là phải có đầy đủ thủ tục pháp lý nó mới làm cái giấy cây xanh. Chứ không tự nhiên em hốt cái đường gì đi làm giấy cây xanh ai đâu làm nha em. Dạ, yeah. Bán 1.000 tỷ cũng ai dám làm cho em pháp luật đúng. Anh ấy làm gì làm, luật pháp nó quy định làm gì làm phải đúng luật, làm chắc luật là nó bắt ra nhốt. Yeah. Em hiểu không? Tôi chạy trình kêu bây giờ nói với mấy người nói là
bây giờ phải đi điều tra lại là Hồng Loan là con nuôi, đúng con nuôi không? Nếu mà con nuôi phải cá thủ, ủng hộ cá thủ tộc sạch ta nó làm giấy chứng sinh, làm giấy cây sinh. Mang ông Vũ Linh. Thứ hai, nếu giả sử như ông Vũ Linh là con nuôi, con Hồng Loan là con nuôi, thì ghi thẳng trong giấy cây sinh là con nuôi, không có ghi con ruột. Đó là luật quy định. Trong đó nói cái chuyện còn nữa, nếu mà ông Vũ Linh ông chứng minh là ông là con ruột, ông là người cha, không có tư cách pháp nhân nào mà ông đứng trong giấy cây sinh là mẹ có quyền nuôi con và mẹ đứng giấy cây sinh. Ông cha là dưỡng sinh. Không có cái nạn mà cái nạn mình nói cái chuyện lôm côm mà mấy người chả hiểu cái đồ nắm nó ào ào ào. Nếu mà ông Vũ Linh mà Hồng Phượng là Hồng Loan là con nuôi thì nó đầy đủ pháp lý thì nó mới làm cái giấy cây sinh cho con Hồng Loan để ông Vũ Linh là nhận lại con nuôi, nó thể hiện rõ trong giấy cây sinh luôn. Dạ. Yeah. Chứ không phải cái nói mà cái chuyện ngọn đơ. Nên cái hôm nay là thứ nhất là thật sự là cái vụ này là trong cái cuộc đời của anh nay 54 tuổi, anh rất là biết ơn những YouTuber của như tụi em đưa hết toàn bộ những cái bóng tối ra ánh sáng, giải quyết cho người ta biết bao nhiêu cái những cái đường khúc tốt. Ví dụ như cái vụ việc Hồng Loan mà không có tụi em thì Hồng Loan sẽ đi vào ngõ cụt. Còn nói về vấn đề nói Hồng Loan an tâm, con người được đảng và nhà nước luôn bảo vệ đến hơi thở cuối cùng, nghiêm cấm bất kỳ ai đến xâm phạm đến thân thể của anh, hiểu không? Dạ. Yeah. Nó đừng cái sợ sợt về, đừng cái hù dọa. Còn bà Hồng Loan cứ mở toàn cửa vô, toàn cửa, không ai cái quyền vào nhà xâm nhập gia cư bất pháp là vi phạm pháp luật. Sợ cái gì mà phải đóng tường cao cửa kính, hiểu không? Không có sợ gì hết. Yeah. Còn cái chuyện mà Hồng Phượng có dấu hiệu về sau cơ sau đồ thì đúng quy trình, nếu có dấu hiệu thì nó bắt nó nhốt theo pháp luật quy định. Được rồi, mình ở đây, anh ở đây không nói về vấn đề cái vụ mà đám tang, nhưng anh rất bức xúc về vấn đề là câu chuyện mà nói nghe từ đường, thì anh sẽ góp vài ý kiến nhỏ để em tham mưu cùng với tụi em. Yeah. Để làm cái việc này sáng tỏ. Nghe từ đường là nhà tài sản của cha mẹ ông bà để lại mới gọi là nghe từ đường. Còn đây là cá nhân của ông Vũ Linh làm thì Hồng Loan có quyền hưởng. Còn cái bà Hồng Phượng Hồng Đô cũng một bà sốt bào gì đó là vai với cô là em. Giàu cô với chú bác thì em giàu cha giàu mẹ ai làm đen. Tức là giàu cha giàu mẹ thì em giàu cô chú bác ai làm đen. Không liên quan gì hết. Từng cái bàn nằm ở đây xin. À, ví dụ như bà ở quên bà xuống bà toàn mạng. Tôi chở bà ta xúc trời bà đêm thì ok tình nghĩa bà con. Chứ còn cái nạn là bà đòi danh dịch tài sản rồi bà danh dịch bà đòi xin vợ quên. Em cứ lục lại và dỡ các quy định văn bản nào mà có điều đó mà cho đâu tôi. Chỉ tôi coi. Nghe em ấy nói rõ quan điểm vậy. Yeah. Em nhớ. Yeah. Ừ, em ấy nói rõ mình nè. Bà xấu quá tôi lạy bà dùm. Hay tôi lạy tất cả các quý vị ở trên cộng đồng mạng mà cái viết phân tích thì chị phải nói cho nó rõ cụ thể. Đây đâu, không phải gọi là nhà tư đường. Đừng có nói là nhà tư đường. Cái chuyện mà nhà tư đường tư đường. Còn cái chuyện mà Hồng Loan kêu là bán cái đất ruộng đất nào để mua cho con xấu tăng, cái chuyện không cần thiết. Còn con Loan nó bán mà ăn luôn cũng được, nó cũng cho ai cũng quyền hạn mẹ y làm cái đó. Yeah. Tự nhiên nó là coi đứa con tập nít vô nhảy có một mình đó, nó có quyền thu tóm tài sản của ông Vũ Linh. Chứ còn ngoài ra không ai có quyền hết. Yeah. Nên ý là anh có ý kiến em mấy vấn đề là em hình dung được ý đó, ý nói không? Rồi em hiểu rồi. Rồi, chứ anh thì anh cũng đang coi cái kênh của em đây. Nên anh thấy cái nói cái đoạn đó anh rất đổ xung. Anh nên là mù mịt về thông tin. Nhưng nếu mà anh mà không mù mịt thông tin, anh sẽ phát lại xì mình sẽ nói cái vấn đề này. Yeah. Còn nhiều một số người, ví dụ như bây giờ cái âm luật sư gì cũng vậy. Cũng nói cũng chưa đúng chủ ngữ về bình ngữ. Nói cho nó rõ cụ thể luôn, nó dứt dạc luôn. Yeah. Cái vấn đề nào của ông là ông, của tôi là của tôi. Ông cứ nói chứ còn bây giờ anh tiếp tục được hả? Nói cho nó rõ cụ thể luôn này, cái tư cách gì mà thì ông Nguyên Bắc ông cứ làm đơn ông khiếu nại là cơ quan chức năng, cơ quan tư nhân cách tiếp nhận đơn ông, nhưng đến khi ông phải trình bày cụ thể, ông phải có chứng cứ dẫn giải mới xác lập chuyên án, mới xác lập được cái bản án để thụ lý hồ sơ, còn không có thì kiện dục bác bảo hồ sơ gì để kiện lung tung đến ông luật sư. Ông nói có nhiều cái hay nhưng ông chưa đi đúng là cái trọng tâm cái câu nói gặp như anh. Yeah. Mà anh biết thông tin như em, như tụi em nhà, ví dụ anh ở cơ cần tụi em, anh chỉ nói cho thôi. Yeah.
ai gọi là nhà từ đường, ai gọi là nhà từ đường, nhà này là nhà của ông, ông làm giấy chứng mà tên tên của ông, mùa hầu nó phải quả đứng, mà sao gọi là nhà từ đường? Em hiểu anh nói điều đó không? Dạ hiểu. Ừ, từ đường cái gì? Từ đường đây là của ông làm lên, mà từ đường cái gì? Từ đường là cha ông á, để lại á, ông ở lại á, thì gọi là từ đường. Còn tiếp tục, pháp luật quy định là cái công phòng công chứng gì nó làm là hoàn toàn là chính xác, đúng 100%, không bất được quy định, không có cái gì sai hết. Mà Hồng Loan cũng phải cái gì sai, phải tẩu tán tài sản này đẹp. Bây giờ cũng Hồng Loan ta không làm, nó ở cái quyển sổ trước mặt của bà ra đây đó. Bà cái lầm thì bà xếp thuốc, bà uống thì bà cũng làm được cái việc gì, bà cũng giải quyết được việc gì. Mất quyển sổ thì đề nghị văn phòng đăng ký đất đai của thành phố Hồ Chí Minh đó, sao lại cho mình. Rồi, mất giấy cho rằng xuống phòng tư pháp của thành phố Hồ Chí Minh, biểu sao xin lại cho mình, sao bằng sao, phục hồi lại cho mình. Nó nói nó rõ như ban ngày là không có cái gì mà chối cãi lên, mà làm tức đi cái câu đoạn hết câu chuyện. Còn cái chuyện mà xây mồ, xây mẻ được, cái chuyện đó mình không nói. Cái chuyện thì ai trách nhiệm là máu mủ nhau, thì Hồng Loan, Hồng Phượng hay ông Bảy đồ gì đó, ai cũng trách nhiệm hết, vì đó là một dòng máu của bị kiến, là cái chuyện bình thường anh không có can thiệp. Anh chỉ có can thiệp, anh coi rất là nhiều kênh của tụi em, nhưng anh thấy cái chỗ này cứ nói lần hoàng, anh không có hình dung mà không có hiểu được cái câu nói. Bây giờ em cứ nói chức giặc và giống giặc, có tập về gọi điện thoại cho tôi phân trần và nói vấn đề đấy. Và từ nay quên mẹ nó, đừng có cái ý điện tung nóng trong cái đầu là nói là tài sản từ cường được tầm sở hữu, nói ngu như con bò. Bà tư cách nào? Bây giờ anh nói anh nghe này, bây giờ nói ví dụ đi, cho là đồng sở hữu đi, pháp luật nào dám đứng ra ký cho họ? Pháp luật nào dám đứng ra ký cho đồng sở hữu không? Ông nào dám đứng ra ký không? Yeah. Đồng sở hữu nổi gì rồi. Bây giờ anh nói cho là gia đình nó thuận thỏa thuận đi, anh nói ví dụ đi, là nó đối nó đứng đồng sở hữu, đụng thành công chứng là dám ký không? Tự nhiên tài sản gì của đây mà đồng sở hữu? Cha mẹ người ta mà đồng sở hữu nó tụt bậy rồi mẹ. Nên anh nói em lần cuối cùng là nhờ em đưa đến những cái thông tin của độc giả đến với người gửi đến cho em. Nói chung là trên bầu trời của dân tộc Việt Nam này là rất là biết ơn với tụi em, rất là sâu sắc. Nhờ tụi em mà cái câu tránh, câu ngư ở trong tối nó đưa ra ánh sáng. Ví dụ như cái vụ Hồng Loan mà không có tụi em thì nó đi vào ngõ cụt. Nên bây giờ rất là cảm ơn em, chúc tụi em là có nhiều sức khỏe để cống hiến nhớ cho trời, và giúp đỡ cho những cái mảnh đời bất hạnh, và giúp đỡ cho những cái cảnh nghịch ngộm đồ, những cái cảnh chớ trêu của xã hội. Nên nhờ có tụi em như thế này là rất là tốt. Rồi tiếp tục là bữa nào tụi em, cái số điện thoại anh là đưa cho em, bữa nào có ra tình hình thì em gọi cho anh. Yeah. Anh tiếp em. Yeah. Nha, anh về tiếp cho em. Em giúp cho anh cái câu nói này. Yeah, em giúp giùm. Nói nhà tư đường, giả tình nghĩa tư đường sao? Không phải hiểu được quan điểm và khái niệm là định nghĩa ra tư đường không? Nói tùm bậy, bây giờ nói ví dụ như là ông Vũ Lung, con Bình Tinh, như con Hồng Loan, là ba người, trong đó là một đứa nuôi, hai đứa ruột. Anh nói ví dụ đi. Yeah. Là cũng đồng sự như nhau. Nếu đẹp có giấy chứng mực đen và cả giấy cá sinh mang tên cha nuôi đứng trong đó là điều trách nhiệm với nhau, cũng chia đều ba ông, chia đều tỷ rử lượng ông 500, không nói nhiều, ba ông đó mới gọi là từ đường. Còn cái Hồng Phượng, Hồng Nhung nguyên hẹn nhiều nói từ đường. Mình nói cái câu nói đó là anh thấy rất là mỗi người, mà kể cái âm luật sư ông ngọc phân trần ông nói cũng hay, anh thấy cũng hay, nhưng mà chưa phân trần phân tích rõ mà cụ thể về nói cái chuyện đó. Dạ. Yeah. Cái từ đường đó nào? Từ đường, ông phải giải trình cái từ đường nha. Tài sản cá nhân tôi làm lên mới kêu từ đường. Nên nói cái chuyện mà không có. Nhưng anh đang coi clip em. Nói cái gì? Mày cha của Sáu ở hôm nay mà ưng mày đuổi của Sáu đi. Đó là quy trình bình thường. Chui tôi cha ở, buồn tôi đuổi đi là bình thường. Đúng quy trình của pháp luật quy định. Không có cái gì mà. Còn cái chuyện nói dòng loan, cái chuyện yên tâm. Bảo Hồng Loan để cái sổ trên bàn trước mặt bà luôn. Bà cái ăn tư nút xong mà cấp bảo đi chăng nữa là cũng vô giác tác dụng, vô hiệu lực. Bất quyền là tôi làm một quyền khác, điều tôi đóng với lệ phí rồi chứ cái gì đâu. Nghe không? Dạ. Yeah.
nói rõ này, nói em nói rõ là bà sao bà có tỉnh trí tỉnh mộng lại giùm tôi một chút, rồi bà con cô bác cần xe mỗi miền tắt nước, có người này phê này, cho người phê này cũng bình tĩnh sáng suốt và nhận định đây về vấn đề nói về tranh chấp tài sản. Đây không gọi là tranh chấp tài sản, tranh chấp tài sản chưa một con rùa quắm mới gọi là tranh chấp tài sản. Ví dụ như tôi nói cho mình tin mình đồ đó là con ruột hoặc là con nuôi, à, ba ông nội đó nếu mà có đầy đủ giấy tờ về sách được quy định là ba ông đó mới gọi là tranh chấp tài sản. Thì hiểu cái từ về tranh chấp tài sản là gì. Còn cái trường hợp ví dụ như mà con Hồng Nhung, bà Hồng Nhung là em ruột con Vũ Linh, mà có bỏ một phần, ví dụ như mua hầu đó mua nhà 100 triệu, bà Hồng Nhung bỏ vô 50 triệu, Vũ Linh 50 triệu mua cái nhà đó, mới gọi là từ tranh chấp tài sản đó. Nếu cái gì chứng minh cụ thể, gọi là tranh chấp. Còn đây tự nhiên của người ta làm một hầu nước mắt cho ta mua nhà để lại cho con hậu là bình thường. Bắt mớ gì chuyện mà. Anh là nhiều khi anh muốn gặp gỡ tụi em mà cho không có số điện thoại. Nên ý là anh cũng có ý gì đó, và anh đề nghị tụi em là phải để cái số điện thoại của các em đó trên cái trang của em, để các chị tụi anh khó khăn vướng mắc chị lại gọi, rồi chị góp ý này, rồi mình nhờ, ví dụ như những cái người mình đợi bậc hạnh và những người em chưa biết cái điều anh mới gọi thằng ảnh cho tụi em tận tâm tận lực giúp đỡ, đúng không? Còn mà nói anh còn nói chuyện anh chuyện bất xúc, anh rất bất xúc vấn đề mình nói cái chuyện này. Mà từ trường từ đời anh không đồng ý quan điểm đó. Trường hợp mình tin Vũ Lung là ba đứa đó trăm ba người đang có một người ruột và hai người đuôi, ba người đó mới tranh giành tài sản mới gọi là nhà tư đơn. Còn cái chuyện hỏi là sao này, thứ nhất nhà cha mẹ đâu, đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là bà là cái chồng con gái để xuất giá tầm cung. Ông mới kêu mang bà về đây ở, cho bà ở được chưa biết tương, mà bà quậy bà phá, bà làm những cái chuyện bà xàm bà lát buồn hoào, cái mất ảnh hưởng đến cái tâm linh phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam. Lâu anh coi clip anh thấy mấy con mẹ ở ngáp là thấy là ghét, lâu lâu vô ở ngáp ngáp nó cũng cục đứng yên. Rồi tiếp tục nữa anh sẽ gặp em này có ý luôn. Bây giờ nó qua nó lỡ được phải nói, mình không nói đi nói lại mình lỡ đâu. Còn cái vấn đề mà học nghe là người cố vấn ấy, lấy cái bàn thờ về, đó là một tối kỵ tâm linh. Người ta thờ cũng qua 49 ngày, người ta đem bàn đó, người ta đem đốt. Nhưng ai khùng điên mà đi lấy cái bàn về nhà để thờ. Nên cái việc này em cứ để coi, anh đây, số điện thoại của anh đây, số thật cửa thật đây. Em để coi, tháng 9 này, gia đình học nghe, lộn cho gia đình gì nghe gì đấy, thì Kim nghe, rồi Kim nghe sẽ có chuyện, em cứ để ý, em cứ ghi âm lại, em để ý câu chuyện anh nói. Người ta bàn thờ, người ta thờ, người ta 49 ngày, hoặc là một ai 100 ngày, người ta nhập cho cửu huyền bát tổ, người ta lấy cái bàn này, một là đem đến chùa, hai là người ta đốt, đó là theo quy, đều là theo cái thầm linh từ ngàn xưa giờ, chứ không phải mới đây. Dù có gỗ nó gỗ quý như chăng nữa cũng phải đốt. Ai mà đi nhận gì mà xàm mà lát được nó khiến xui vậy, nó nhận gì à, bệnh bậy, em hiểu không? Nên anh nói vậy anh rất là thương mến, nói chuyện với anh em. Nếu mà anh ở gần tụi em, anh nói thật sự anh không có tiền, anh chiêu đãi tụi em một bữa nhậu quanh tráng cho các tụi em, chúng tụi em, anh nói thật, anh rất mà cảm phục tụi em, anh thuộc em đưa những cái thông tin rất hay. Dù có đêm gà gáy xương giá thôi, mưa bão bùng gì cũng ấy, để theo dõi vấn đề này, thông tin này đưa đến bạn đọc cho nó rõ ràng. Rồi cảm ơn em, chúc em sức khỏe, nhiều may mắn nha. Em cảm ơn anh nha. Em mới nói rõ cho anh như quan điểm anh cảnh sát của vấn đề này, em cứ nói rõ vấn đề, nói rõ rồi cái từ được. Ok anh. Nha. Ok.